Oh my god. Hôm bữa nó sống, nó chạy ở trong nhà tắm, ở trong cái bathroom á. Bữa nay nó nằm trong này, mình thấy nó, mình không có làm cái gì nữa. Bữa tối mình đã nằm đây nó chết hay chưa. Ủa, cái chân drawer của mình, bây giờ sao đây nhở? Muốn lấy cái foil ra nè. Cái này nó chết chưa, hôm bữa nó bự lắm, bữa nay nó nhỏ lại như vậy. Sao nó chui vô đây vậy? Từ bathroom mà ra kitchen rồi. Nó đang sống thì chết mà nó nhỏ lại, nó chết chưa? Để mình gấp nó ra, mình sợ lắm, mình rất là sợ con cockroach với lại con spider này á mà. Spider thì không phải sợ lắm, nhưng không biết nó sống chết thì không biết là nó là nhện đậu út hay là như thế nào nữa. Sao đây? Mùa này thì rắn rít rồi con nhện độc á, nó chui ra nhiều lắm. Mùa xuân với mùa hè là mùa của tụi nó mà, kêu là snake season á. Những cái con như rắn rồi đó thì nó khác cái con Lutang lizard này. Con Lutang lizard này nó rất là hiền, nó sợ mình lắm nè. Coi cái mỏ nó chui lên, nếu mà mình không quay nó, mình không có ngồi ở đây là nó sẽ bò lên, nó kiếm một góc nó chui nó trốn. Con này thì nhiều lắm, không thấy cái đầu nó. Ôi, không thấy. Để mình yên tĩnh chút để nó chui lên. Nước Úc này thì chim chóc quanh năm suốt tháng, còn những vùng nóng quá nóng như bang Queensland thì nó sẽ có cá sấu, cá mập hay những cái con bất thường nhiều hơn những vùng khác. Nhưng mà nói chung nước Úc này những cái con đó vẫn nhiều hơn những nước khác. Đó, nó chui ra, nó rất là hiền nha. Nó sợ người chứ người không sợ nó, tại vì nó là cái con rất là hiền. Nó có cái lưỡi xanh nên kêu Lutang lizard, con thằng lằn lưỡi xanh, không biết phải dịch vậy đúng không, tại mình zoom ra nó dài thôi chứ nó nhỏ xíu, nó bằng có hơn một gang tay của mình tí. Thì cái con này là hiền, phải phân biệt với cái con rắn độc. Con rắn thì nó ít hơn nhưng mà nó đang nhiều, nó vẫn nhiều ở trong cái mùa này. Nó bò cũng từ ngoài sau vườn nhà, nó bò vào nhà là nó ở ngoài sau nhà. Nói chung gặp rắn thì né, gọi người đến bắt chứ không có được vẫn chơi với nó, là đứng quay phim như vậy. Con rắn nó không phải như cái con này, dễ thương không, cưng quá, nhưng mà nó yếu lắm nha, nó sợ người nữa, mình không có được đụng vô nó. Nó thẻ cái lưỡi nó ra, thẻ lưỡi nó màu xanh á. Mình gây tiếng ồn là nó chui xuống cái ổ nó trốn nữa. À, chạy nữa, chạy vô bụi rậm hay đâu đó. Bye bye. Đi đi. Bye. Tôi vừa vô cái lú đầu ra nữa nè. Cái này mà gặp mấy đứa quậy quậy nó bắt nó chơi nha, nó không sợ đâu. Rắn thì sợ chứ cưng là không ai sợ đó. Đi trốn đi, đi chui trốn đi, đừng bò ra nữa. Chui ra nữa nè. Cưng không?